Đàn cello bản chất là nó rất là trầm ấm. Thì tất là những cái thứ mà trên đàn cello là nhiều những cái thực thể sống hoặc là từng sống. Cái cây chặt ra thì làm cái gỗ này, xong rồi cái vĩ của cái arche nó là từ cái đuôi ngựa ra. Tất là nhiều thứ nó ấm áp chứ nó không lạnh như là những cái nhạc cụ điện tử. Khiến mình rung động, mình thích cái tiếng đàn này. Thì câu chuyện âm nhạc bắt đầu với mình thì rất là sớm, từ cái hồi 3-4 tuổi cơ. Bố mình mua cho một cái organ, cứ vào giờ học là không nhè. Thế là bố lại quát, xong rồi lại bế, xong rồi lại quát. Thực sự mà mình cảm thấy là âm nhạc nó quan trọng đối với bản thân mình một cách rất là tự thân. Đó là chắc là năm 13-14 tuổi sau khi học cello. Cello thì có cái sự ôm ấp đàn, cảm giác là nó tạo âm nhạc bằng cả cơ thể, chứ không chỉ là cái đầu ngón tay, nó rất là đã. Cuối năm 2007 có một cái học bổng sang Ý học 2 năm, xong rồi tiếp tục đến cao học tiến sĩ thì mình sang New York. Không chỉ là sau khi học xong mà là trong quá trình học thì cũng rất là nhiều những cơ hội về việc làm. Nhưng mà đầu năm 2020 thì mình quyết định là về Việt Nam. Chữ quê hương lúc đó rất là bên trong. Mình cảm thấy là nếu mà về nhà thì có cái sự vỗ về, an yên. Trong tiềm thức mình cảm thấy thế. Khi mà mình quyết định thì quê hương đã hiện hình trong cái việc là mình về nhà rồi. Cái ý tưởng về dự án cộng đồng nó đến một cách rất là tự nhiên. Mình muốn phổ cập, muốn nhiều người nghe hơn nữa. Và cái ngôi nhà của mình sẽ lớn hơn, dần dần sẽ làm được nhiều thứ như nhiều người hơn. Mình cũng các đồng nghiệp cũng có tạo ra một chuỗi hòa nhạc gọi là Schubert in the Mug, tức là dịch ra tiếng Việt là Schubert trong cái cốc. Cái không gian rất là ấm cúng. Mình đang ngồi đây là nghệ sĩ này, cách mình khoảng 1.5-2 mét thôi, mọi người đang ngồi bao quanh. Trong cái không gian như vậy thì mình nghe được từng cái sột soạt quần áo, từng cái hơi thở của khán giả, thì biết là khi nào mà mình đang chơi và họ rất tập trung nghe, và khi nào là mình đang mất cái sự tập trung của họ rồi. Nhà lớn mình chơi thì cũng có 600 khán giả thật, nhưng mà dưới là tối đen, mình không thấy mặt ai một ai cả. Mà họ nhìn lên thì mới cảm trải nghiệm rất là khác, nhưng mà thực sự là mình cảm thấy yêu hơn cái cảm giác mà mình khi mà được 30 người ngồi quanh và sự tập trung và cái sự năng lượng nó đang dồn đến bản thân mình cảm thấy sung túc cho tâm hồn hơn rất là nhiều. Có một cái dàn nhạc trẻ không chuyên để cho những cái bạn ví dụ không có ý định thành nhạc công đâu, nhưng mà các bạn ấy muốn có một cái nơi để chơi nhạc cùng nhau trong một cái dàn nhạc giao hưởng. Có những cái bạn ở nhạc viện nữa, chuyên nghiệp không chuyên cùng chơi nhạc với nhau, thì mình phụ trách điều hành và đồng thời là mình là nhạc trưởng. Thì các bạn rất là vui và bản thân mình cũng rất là hạnh phúc khi được làm việc với những cái bạn trẻ như vậy. Bọn mình cũng có những chuỗi hòa nhạc mang âm nhạc cổ điển đến những cái nơi mà thường nó không được cất lên. Kết hợp vừa chơi nhạc xong thì cũng giới thiệu cho các con là đây là nhạc cụ gì. Các em nhỏ vừa được nghe vừa được tương tác, các em rất là thích. Thì sau buổi hôm đấy thì cũng đọc được tên các nhạc cụ này, năng lượng nó rất là tốt. Bọn mình có những hòa nhạc gây quỹ cho hỗ trợ những cái dự án cộng đồng, thì mình cảm thấy là âm nhạc cổ điển nó có rất là nhiều những sức mạnh. Mình nghĩ là sẽ tốt nếu mà có cái sự giao thoa giữa âm nhạc dân gian Việt Nam và âm nhạc cổ điển. Dàn nhạc giao hưởng trẻ Việt Nam có nhận những món quà từ nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng. Thì anh có sáng tác một cái tổ khúc cho giao hưởng có 10 phút lấy những cái chất liệu dân gian của mỗi miền đất nước đan xen vào. Thì thực sự các bạn khi chơi thì rất là thích cổ điển và cảm thấy nó rất là gần gũi, và khán giả thực sự rất là yêu cái bản nhạc này. Những cái gì mà đẹp nó đã đến sự tinh hoa nhất rồi thì nó toàn cầu hóa, đồng điệu, bất kể quốc gia hay là giới tính, mọi người đều có thể chạm vào nó. Mình cũng không dám nhận là mình đang cống hiến hay làm cái gì cho cộng đồng, mình chỉ cảm thấy là mình rất là yêu nó và rất là vui khi được gặp những cái người đồng hành họ cũng yêu. Khi mỗi cá nhân tìm được cái mà họ thực sự là yêu, không chỉ là cái công việc là tôi làm để có thu nhập, xã hội mình nghĩ là rất là tươi đẹp.